Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm vn phần mềm phi lệnh nhuận. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn thi vòng 2, các bạn tham gia dự tuyển viên chức y tế, các bạn tham gia dự tuyển viên chức giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Cái phương pháp học câu hỏi à, trả lời loại câu hỏi à, vấn đáp phỏng vấn các bạn ôn thi ở vòng 2 à, về kiến thức chung về kiến thức hoạt động nghề nghiệp thì các bạn có nhu cầu học câu hỏi trắc nghiệm ôn ở vòng 2 thì trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn các bạn hãy kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912 595654 hoặc 0943-078-123 để được hướng dẫn sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng. Các bạn xem video bài giảng của thầy hoàn toàn miễn phí. Thì các bạn chú ý đối với các môn thi ở vòng 2 có yêu cầu các bạn tham gia hình thức thi vấn đáp hoặc phỏng vấn hoặc là trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Thì các bạn học câu hỏi à, trắc nghiệm trên phần mềm hãy liên hệ kết nối Zalo với thầy giáo theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. Và các bạn học chắc nghiệm thì nên học trên máy tính thì nó tốt hơn nó nhanh hơn còn nếu các bạn học câu hỏi phỏng vấn và vấn đáp thì các bạn có thể học trên điện thoại cũng được thì bộ nhớ điện thoại nó vẫn đáp ứng được các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn sau đó các bạn gõ cái địa chỉ là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trách nghiệm vn chú ý là cái giao thức là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo và tên phần mềm các bạn phải gọi đúng hình thức trắc nghiệm chấm vn sau khi các bạn soát rồi đúng rồi thì các bạn mới ấn enter các bạn chú ý cái giao thức hiện nay trình duyệt trên máy tính của các bạn nó sẽ duyệt theo hai giao thức giao thức thứ nhất là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo giao thức thứ hai là https dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo phần mềm của thầy thì sử dụng cái giao thức http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo sau đó các bạn ấn Enter thì nó xuất hiện cái giao diện à, như các bạn nhìn thấy trên màn hình là đúng nếu không xuất hiện cái giao diện như thế này là các bạn chưa đăng nhập đúng được để các bạn gõ sai tên phần mềm hoặc sai giao thức trong trường hợp các bạn gõ đúng giao thức đúng tên phần mềm rồi mà nó lại vẫn không xuất hiện cái giao diện như các bạn nhìn thấy thì trình duyệt trên máy tính của các bạn nó đã nhớ sai rồi thì các bạn phải xử lý như sau Các bạn phải xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính của các bạn Sau đó các bạn sắt down Windows Các bạn tắt nguồn điện máy tính à, Sau đó các bạn khởi động lại máy tính thì Các bạn thao tác lại à, như tôi trình bày với các bạn Đối với công chức ở phía trên, viên chức ở phía dưới Và xin lưu ý với các bạn à, Đối với máy tính à, kết nối nội bộ của cơ quan thì các bạn không đăng nhập được à, vì máy tính kết nối nội bộ thường chặn các cái phần mềm lạ phần mềm khác cho nên không đăng nhập được trên máy tính nội bộ các bạn phải học trên máy tính cá nhân của các bạn đối với các bạn học câu hỏi trách nhiệm học trên điện thoại câu hỏi trách nhiệm cũng được nhưng nó chậm đối với học câu hỏi vấn đáp phỏng vấn các bạn học được trên máy tính trên cả điện thoại trên cả ipad của các bạn vì bộ nhớ nó vừa Thí dụ các bạn ôn tập giáo viên vòng 2 Thì các bạn nhìn đối với mầm non Thì các bạn để con chó tại mục câu hỏi vấn đáp Ôn tập dự tuyển giáo viên mầm non Các bạn ôn tập giáo viên tiểu học vòng 2 vấn đáp Các bạn để con chó tại à, vòng 2 tiểu học Các bạn ôn y tế Thì các bạn để con chó tại vòng 2 vấn đáp Phỏng vấn dự tuyển viên chức y tế các bạn ôn uh, dự tuyển viên chức giáo viên trung học cơ sở và vòng 2 Các bạn ôn vấn đáp phỏng vấn Thì các bạn để tại con chó này uh, Tại cái mục 13 uh, Các bạn ôn dự tuyển giáo viên trung học phổ thông Các bạn ôn vấn đáp vòng 2 Các bạn để con chó tại uh, vòng 2 Chẳng hạn các bạn ôn tiểu học Thì các bạn để tại tiểu học vòng 2 vấn đáp uh, Sau đó các bạn nhập cái danh mật khẩu Ký danh mật khẩu, khi các bạn có thì các bạn phải bí mật. Người khác biết được đăng nhập phần mềm nó xung đột với các bạn. Vì thế các bạn à, phải bí mật. Sau đó các bạn đăng nhập phần mềm. thì Trong phần mềm này các bạn bắt đầu sẽ thấy là nó rất nhiều tài liệu. Các bạn phải bình tĩnh. Các bạn ôn vòng 2 nếu hội đồng thi có yêu cầu các bạn học câu hỏi trách nghiệm. À, ở vòng 2 về kiến thức chung và kiến thức hoạt động nghề nghiệp thì các bạn để các bạn chọn các tài liệu trong mục 1 la mã đó để, để các bạn học các bạn à, ôn vòng 2 mà hội đồng thi yêu cầu các bạn à, ôn câu hỏi vấn đáp thì các bạn để tại hai la mã à, câu hỏi vấn đáp để các bạn ôn và các bạn à, lưu ý với các bạn rằng là các bạn học này có kiến thức vượt qua kỳ thi các bạn học để có kiến thức khi trung tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. Đây là mục đích kép. Phần mềm của thầy sẽ hỗ trợ các bạn đạt mục đích kép. À, các bạn chỉ chọn những tài liệu các bạn cần để các bạn ôn. Thì các bạn có thời gian các bạn chọn thêm các tài liệu khác nữa. Để sau khi trung tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. Đó. Đó là cái kinh nghiệm dạy đại học. Thầy giáo thấy rằng là sinh viên học theo phương pháp tư duy, hiểu nội dung. Thì ra đề kiểu gì các bạn cũng làm được. Tránh trường hợp học thuộc học vẹt là không giải quyết được Đó, thì các bạn phải chú ý như vậy Học trên phần mềm của thầy Thì nó thuận lợi cho là câu hỏi trách nghiệm Nó thuộc bản quyền của thầy à, Các bạn không copy ra được Và à, đôi lúc là có Có thể là Các bạn đang học Nhưng mà kỳ thi nó đông Thì thầy có thể cập nhật thêm Các câu hỏi khác nữa cho nên nó khác với là các bạn học một file câu hỏi trắc nghiệm, file thì các bạn thấy các bạn có thể tải trên mạng hay ở con photo mà có, nhưng mà nhiều khi ấy, là à, cái phần cập nhật bổ sung thì các bạn lại không có, còn trên phần mềm của thầy là thường xuyên update cập nhật. À, có cái khi là thầy thấy kỳ thi mà có số lượng thí sinh đông, thì có thể thầy phải bổ sung thêm các câu hỏi khó hơn. thì các bạn đang học thì các bạn lại thấy thầy bổ sung và nếu không cần thiết thì không bổ sung mà nếu cần thiết thì thầy vẫn bổ sung thường xuyên update cập nhật như vậy để đáp ứng cho các bạn cho nên học câu hỏi trách nhiệm trên phần mềm thuộc câu hỏi bản quyền của thầy cho nên các bạn không copy ra được lưu ý các bạn như vậy các bạn phải học trực tiếp trên phần mềm của thầy các bạn có nhu cầu hay kết thì đăng ký theo cái số điện thoại của thầy zalo của thầy các bạn muốn thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình nếu các bạn học trên điện thoại thì các bạn cũng phải thoát ra khỏi phần mềm thì về các bạn mới học trên máy tính được các bạn học trên máy tính các bạn phải thoát ra khỏi phần mềm thì sau đó các bạn mới đăng nhập trên điện thoại được à, như vậy phải thoát ra thiết bị ở này à, chúng ta đăng nhập thiết bị khác để tránh xung đột mà các bạn à, muốn thoát ra khỏi phần mềm để tránh xung đột thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào cái góc phải trên cùng màn hình có hình người này à, các bạn nhấn nút trái sau các bạn thấy cái chữ thoát này thoát ra khỏi phần mềm để các bạn tránh cái xung đột chính bản thân của các bạn, rồi các bạn bảo mật cái mật khẩu của mình. Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp đăng nhập phần mềm hình thức trách nhiệm chấm viên để các bạn ôn phương pháp học và trả lời câu hỏi vấn đáp hoặc là phỏng vấn ôn thi ở vòng 2 đối với các bạn dự tuyển viên chức y tế, viên chức giáo viên các cấp mầm non tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông, các bạn có nhu cầu hãy kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình. Chúc các bạn thành công.